Trong tháng 9, Biển Đông có khả năng xuất hiện 2 đến 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố miền Bắc, Bắc miền Trung. Những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trạng thái thời tiết miền Bắc phổ biến là không mưa, dịu mát về tối và sáng, nắng nóng về trưa và chiều. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, hôm nay Hà Nội không mưa, dịu mát, nhiệt độ phổ biến từ 25 cho đến 27 độ. Sang đến buổi chiều, thời tiết chuyển sang nắng nóng. Các nơi còn lại của miền Bắc, ngày hôm nay thì cũng nắng, đêm và tối có dông vài nơi. Riêng khu vực ven biển gần sáng và ngày 4 tháng 9 mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến từ 24 cho đến 27 độ, cao nhất là từ 32 cho đến 35 độ. Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn, trong tháng 9, Biển Đông có khả năng xuất hiện 2 đến 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới, bao gồm cả cơn bão số 3 và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố miền Bắc, Bắc miền Trung. Cùng với thời gian này, nắng nóng tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng suy giảm so với tháng 8, ít gay gắt hơn và không kéo dài. Đáng chú ý, tổng lượng mưa trong tháng 9 tại các tỉnh, thành phố miền Bắc có thể thấp hơn cùng kỳ trung bình của nhiều năm, phổ biến từ 10 cho đến 30%.